chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với loạt video chia sẻ những mẫu nhà đẹp qua thiết kế 3D của kênh Nhà đẹp Kiến Phú Mỹ. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn mẫu biệt thự nhà vườn một tầng mái Thái, đậm chất kiến trúc truyền thống Việt Nam. Và không để quý vị và các bạn phải chờ nữa, ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua một số thông tin về mẫu nhà này nhé. Đây là mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho ông Huy, có địa chỉ tại Ninh Bình. Ngôi nhà có diện tích sàn là 200m², mặt tiền 16m và chiều sâu là 17,5m và được chúng tôi hoàn thiện vào năm 2020. Hãy cùng chúng tôi xem qua mặt bằng tầng 1 và tìm hiểu công năng của ngôi nhà này nhé. Ngôi nhà bao gồm phòng khách, phòng thờ, phòng bếp ăn, 4 phòng ngủ, gara để xe, sân phơi và một nhà vệ sinh trung tầng. Vị trí các phòng được chúng tôi sắp xếp hợp lý, thuận tiện cho sự đi lại trong nhà. Từ sảnh chính đi vào là khoảng sảnh đệm. Đây là không gian chung để tiếp cận phòng thờ phía bên trái và phòng ngủ ông bà bên phải. Tiếp theo là phòng khách rộng 35m², có thể bày trí các bộ bàn ghế lớn, sang trọng. Là không gian sinh hoạt chung của gia đình, cũng là nơi tiếp đón những vị khách quý. Không gian phòng ăn và bếp nấu được tách riêng phía bên phải của phòng khách, có thể giúp giữ không cho mùi thức ăn từ khu vực bếp xâm nhập vào khu vực giải trí, cũng như giảm được tiếng ồn khi nấu ăn và các thiết bị gia dụng. Các phòng ngủ được bố trí tiếp giáp với không gian bên ngoài để đảm bảo những giấc ngủ tốt nhất cho các thành viên trong gia đình. Các phòng ngủ có diện tích lần lượt là 15,5m², 17m², 20,5m² và phòng ngủ ngoài cùng của ông bà có diện tích 16,2m². Phòng thờ được đặt ở phía trước theo hướng tọa các phong thủy, có diện tích 14m². Khu vệ sinh và sân phơi được bố trí góc đông bắc phía sau nhà. Và cuối cùng là gara bên sườn nhà được che bằng máy kính cường lực. Và đó là mặt bằng cũng như là công năng của ngôi nhà. Bây giờ, hãy cùng chúng tôi xem qua một số hình ảnh về ngoại thất ngôi nhà nhé. Tổng thể trong khuôn viên đất, căn biệt thự một tầng được đẩy lùi về phía sau để tạo khoảng sân vườn và mặt nước phía trước. Cảnh quan sân vườn luôn được chú trọng khi thiết kế những căn biệt thự vườn để tạo nên một không gian sống xanh mát, lý tưởng, yên tĩnh, hòa mình vào thiên nhiên và có thể giúp gia chủ tạm gác đi những bộn bề của cuộc sống. Lối vào được thiết kế bên trái theo hướng nhà với chiều rộng phù hợp cho ô tô có thể đi qua. Tiếp theo là khoảng sân rộng phía trước tạo sự thông thoáng cho mặt tiền của ngôi nhà. Ngoài ra, khoảng sân rộng còn phục vụ cho các dịp gia đình có sự kiện quan trọng. Căn biệt thự sử dụng tông trắng làm gam màu chủ đạo, khi phản chiếu với ánh sáng tự nhiên sẽ tạo cảm giác cho ngôi nhà trở nên thông thoáng, rộng rãi hơn rất nhiều. Gam màu này cũng vừa tạo nên sự liền mạch, mọi ngóc ngách cũng đều thể hiện được vẻ thuần khiết và tinh khôi. Mặt tiền tạo cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát nhờ hệ cửa rộng. Những ô cửa sổ lớn giúp cho ngôi biệt thự một tầng mái Thái luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên và tạo cảm giác thanh thoát, nhẹ nhàng đúng phong cách nhà biệt thự vườn một tầng. Sảnh chính được thiết kế vươn ra hơn 3m để có được không gian sảnh lớn. Đây sẽ là không gian yêu thích của gia chủ khi có thể đặt một bộ bàn trà để ngồi thư giãn, ngắm nhìn không gian sân vườn phía trước. Ngôi biệt thự một tầng nổi bật với thiết kế hệ mái Thái được bố cục chính phụ hợp lý, đẹp mắt. Màu ngói đỏ luôn là sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho những căn nhà một tầng. Nó giúp cho căn nhà trở nên nổi bật trong không gian được bao phủ màu xanh của cây cối xung quanh. Tất cả thể hiện một lối sống tinh tế mà lại giản dị của gia chủ. Căn nhà mang lại cảm giác thoải mái, bình yên, thoáng đãng với sự trong lành, đậm chất không gian truyền thống nhà ở Việt Nam. Thiết kế biệt thự một tầng của gia đình ông Huy là một trong những thiết kế kết hợp hài hòa yếu tố công năng và kiến trúc. Thiết kế của ngôi nhà nhấn mạnh vào môi trường sống, nhằm mang đến cảm giác thoải mái, hạnh phúc nhất cho con người. Nếu bạn quan tâm đến mẫu nhà này, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn nhé. Kiến Phú Mỹ cam kết làm việc tận tâm, cố gắng mang đến không gian sống thoải mái nhất. Sự hài lòng của quý khách chính là động lực và là niềm tự hào của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem hết video. Nếu thấy hay, hãy cho chúng tôi một like, chia sẻ cho mọi người cùng xem, bấm đăng ký kênh và nhấn chuông để luôn cập nhật những xu hướng kiến trúc mới nhất nhé.